Hi, chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình cảm thấy rất là vui vì đã được gặp lại các bạn. Đến với chúng ta ngày hôm nay đó là mô hình xe tải 4 chân. Mình sẽ tạm thời đặt tên cho nó là xe Hino 4 chân bởi vì mình rất là khoái xe Hino nha các bạn. Xe được tủ bạc màu đen rất là đẹp nha các bạn. Xe này dẫn động hai cầu sau. Xe này có 4 bánh lái. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành lắp ráp nhé. Chi tiết này bao gồm 3 tấm dẹp 25 lỗ, 2 thanh 11 lỗ và 2 thanh 5 lỗ. Và đây là chi tiết đối xứng, các bạn cũng lắp giống như vậy. Chắc các bạn cũng không lạ lẫm gì với cái này. Đây là khớp lái trước của xe. Đây là khớp lái ở phía sau. Khớp lái này các bạn có thể tự chế hoặc là mua. Ở đây là mình mua ở kênh Shopee nha các bạn. Chúng ta lắp thanh chịu ôn lớn vào đây. Mình sẽ đánh dấu các vị trí ở trên quyền kem để mình vừa lỗ. Các bạn sử dụng keo nến hoặc là keo 502 để dán vào thanh chịu ôn trước đó nha các bạn. Chỗ này sẽ là một cái khớp để gắn hai cái cầu sau. Đây là cái cầu giữa mình tự chế nha các bạn. Và đây là cái cầu sau các bạn thường gặp ở các video mình đã làm trước đó.
và hai cái cầu này kết nối với nhau bằng hai khớp cạc đanh. Mình sẽ thử khả năng vận hành của cầu bằng nguồn điện ở ngoài, rất là tốt. Đây là động cơ của xe, mình sẽ làm tổ hợp này để tăng lực đẩy cho xe. Các bạn lắp thanh ba lỗ vào vị trí này nhé. Thanh chữ U lớn và thanh chữ L ba lỗ. Một lát nữa mình sẽ gắn cây sạc vô điều khiển khớp lái vào đây. Đây là cái cơ cấu điều khiển khớp lái của servo nha các bạn. Ở chỗ này thì hai đầu của servo sẽ di chuyển ngược chiều nhau. Điều này nó sẽ giúp cho hai khớp lái bẻ lái đúng hướng. Hệ thống dẫn động của xe lúc này hoạt động rất là ăn khớp. Đây là tổ hợp tăng mô men xoắn, tăng lực đẩy. Thanh chính lỗ và hai thanh chữ L nhỏ. Các bạn nhớ chèn thêm thanh 11 lỗ vào đây nhé. Và tương tự bên này mình cũng lắp như vậy, đối xứng lại. Thanh 6 lỗ. Thanh 11 lỗ. Đây là thanh 5 lỗ. Đây là phần hông của cabin bao gồm tấm dẹp chữ L, thanh 5 lỗ và thanh màu xanh 3 lỗ. Thanh 9 lỗ. Lắp thanh 7 lỗ.
chúng ta sẽ sử dụng thanh 6 lỗ để tăng chiều dài cho xe. Thanh 11 lỗ, thanh 5 lỗ và hai thanh chữ U ngắn. Mình sẽ dựng chiều cao của thùng xe. Chiều cao của thùng xe như thế nào thì tùy ý các bạn nha các bạn. Tùy theo cái sở thích của các bạn có thể điều chỉnh chiều cao của thùng xe sao cho hợp lý. Chiều dài của thùng xe bao gồm 4 thanh 11 lỗ và 1 thanh 5 lỗ cho mỗi bên. Đây là một phần gương chiếu hậu của xe, bao gồm một thanh 5 lỗ và hai thanh chữ U ngắn. Và mô hình xe tải Hino 4 chân đã được lắp ghép xong. Video của mình xin phép dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Xin chào.